Yesterday is history. Quá khứ là lịch sử. Tomorrow is a mystery. Tương lai là một điều bí ẩn. Chỗ này các bạn chú ý nha. Mystery là danh từ nhé. Các bạn không thể nói một câu như là it's a mystery. Nếu như các bạn muốn nói nó rất là bí ẩn ấy, thì các bạn phải sử dụng dạng tính từ của nó cơ. It's so mysterious.